sehr schön, euch wiederzusehen. Wir haben in der letzten Lektion die Aussprache der Vokale im Deutschen gelernt. Und was werden wir heute machen? Wir werden heute zu den Konsonanten kommen. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong bài học ngày hôm nay. Trong buổi trước chúng ta đã học cách phát âm của các nguyên âm trong tiếng Đức. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá cách phát âm của các phụ âm trong tiếng Đức, hay còn gọi là consonanten. Ngoài năm nguyên âm là e, i, o, u, u, thì tất cả những âm còn lại đều là consonanten, đều là phụ âm. Và thay vì trong như trong nguyên âm, chúng ta chia ra thành lange Vokale, nguyên âm dài, und kurze Vokale, nguyên âm ngắn, thì trong phụ âm chúng ta chia ra thành stimmlose Konsonanten und stimmhafte Konsonanten. Stimmlose Konsonanten có thể dịch ra đó là phụ âm vô thanh, và stimmhafte Konsonanten là phụ âm hữu thanh. Khi mà những cái phụ âm này nó thay đổi vị trí đứng ở trong từ thì cái phần của nó cũng sẽ thay đổi theo. Và trước tiên, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với stimmhafte Konsonanten, phụ âm hữu thanh. Chúng ta có những phụ âm hữu thanh sau đây. Thứ nhất, đó là be, bein, bein, đi, dach, dach. Je, Garten, Garten. Yacht, Yacht. Jeder, Jeder. L, Lachen, Lachen. M, Monat, Monat. N, Nummer, Nummer. Hai âm N, G đứng cạnh nhau chúng ta đọc là ng, ng. Nó như là chữ ngờ, nhưng mà các bạn không phát âm rõ hẳn ra là ngờ, mà chỉ phát âm nửa chừng thôi. Ng, ng. Engel, Engel. Các bạn không phát âm là Engel, không phát âm là Engel, mà phát âm là Engel, Engel. Er, Rot, Rot. Es, Sagen, Sagen. Ở đây, S là một trường hợp đặc biệt. Vì sao lại đặc biệt? Bởi vì khi mà S đứng ở vị trí đầu tiên của từ thì chúng ta đọc nó như là Z vậy. Z, Sagen. Chúng ta không phải là Sagen, không phải là Sagen, mà là Sagen, Sagen. Nhớ, khi mà chữ S, âm S này đứng ở giữa từ thì chúng ta lại có cách phân âm khác. Cái cách phân cái đó thì chúng ta sẽ học ngay sau đây. Còn bây giờ thì chúng ta đến với stimmhafte Konsonant tiếp theo. Đó là V. Trong trường hợp này, khi mà V là stimmhafte Konsonant, thì chúng ta đọc là Vase, như là V nhá. Vase. Chúng ta không là Phase, mà là Vase. Và V, Wald, Wald. Ok, đó là tất cả những stimmhafte Konsonanten. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những stimmlose Konsonanten.
chúng ta có những stimulus consonants này. Trước tiên thì chúng ta nhắc tới si ha khi đứng cạnh nhau. Chúng ta sẽ có tương đối là nhiều cái phát âm chữ âm si ha. Ví dụ như là machen. Machen. Licht. Licht. Các bạn có thể nhận thấy được hai cách phát âm chữ CH này khác nhau đúng không? Và vì khi nào thì chúng ta lại phát âm hay là khi nào thành thì điều đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phần lưu ý phía sau nhé. Còn bây giờ chúng ta đến với âm tiếp theo. Âm chữ P bật hơi ra nhé. Để nó phân biệt được với chữ B, A, B thì ở đây chúng ta có P. Kopieren. Park. Kopieren. Park. Chúng ta có âm tiếp theo là hai cái phụ âm đứng cạnh nhau là phụ âm P và F. Chúng ta đọc là các bạn đọc là như là p f p f, các bạn đọc nhanh thì chúng ta sẽ có là p. Các bạn thử tập nhé. P f p f p. Ví dụ Gipfel. Gipfel. Pfeffer. Pfeffer. Tiếp theo, chúng ta có phụ âm ku đứng cạnh nguyên âm u. Phụ âm ku thì để có nghĩa thì nó luôn luôn, để ghép thành được một cái từ có nghĩa thì nó luôn luôn là đi với cả nguyên âm u. Chúng ta sẽ đọc là kve. Kve. Ví dụ quadrat. Quadrat. Không phải là quadrat mà là kv. Quadrat. Super. Tiếp theo chúng ta có phụ âm s và sz. Nhưng mình vừa lưu ý các bạn ở phần stimm after consonant thì chúng ta có chữ s, nhưng mà s đứng ở vị trí đầu tiên của từ thì phát âm như thành z. Z thì chúng ta có ví dụ như là zona. Nhưng mà ở đây khi mà âm s đứng ở giữa từ thì chúng ta sẽ phát âm nó như bình thường là s. Ví dụ lustig. Lustig. Lassen. Lassen. Fließen. Fließen. Ok. Chúng ta đến với một cái âm tiếp theo. Cái âm đặc biệt trong tiếng Đức cũng khá là khó để phát âm. Đó là âm SCH. Sh. Sh. Nghe có trông có vẻ là hơi hơi buồn cười đúng không các bạn? Thế nhưng mà để phát âm cái âm này nó đúng thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải cong môi lên và chúng ta có sh. Ví dụ chúng ta có Tasha. Tasha. Schule. Schule. Chữ E đứng ở cuối từ chúng ta đọc là ơ. Vậy nên là chúng ta phát âm chữ Tasha và Schule. Ok? Sehr gut. Tiếp theo chúng ta có âm T trong từ
Wetter. Wetter. Hi. Teetasse. Teetasse. Tiếp theo chúng ta có âm phẩu. Phẩu. Nó như là chữ F vậy. Như trong từ phôi pha mình đã hướng dẫn các bạn ở bài học trước. F thì ở đây chúng ta có Vogel. Vogel. Verteilen. Verteilen. Chữ V viết là chữ V ở stimmhafter consonanten thì chúng ta có từ Vase. Vase cũng bắt đầu bằng chữ V, thế nhưng mà chúng ta không gọi là Vase, chúng ta là Vase, đó là trường hợp đặc biệt. Còn những trường hợp khác thì chúng ta phát âm là như là F, như ở đây chúng ta có Vogel và Verteilen. Tiếp theo chúng ta có âm X và KS. Ví dụ như là fix hay là keks. Keks. Tiếp theo chúng ta có âm đó là phát âm của hai âm tờ, sờ khi mà đọc nhanh. Ví dụ tờ, sờ, tờ, sờ. Geizig, geizig. Würzen, würzen. Chúng ta vừa mới học cái phát âm của các phụ âm. Còn bây giờ thì mình sẽ có những cái lưu ý cho các bạn trong cách phát âm của các phụ âm nhé. Bởi vì nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt các bạn ạ. Trường hợp đặc biệt thứ nhất đó chính là khi mà âm B, D, G ở vị trí cuối cùng của từ thì chúng ta phát âm thành P, T và K. Thành nó sẽ, điều đó có nghĩa là nó sẽ trở thành những cái âm nổ, tức là chúng ta phải đẩy hơi mạnh ra. Ví dụ như chúng ta có từ carp, carp, but, but, berg, berg. Chúng ta hãy cùng so sánh nhé. Ví dụ như chúng ta có từ berg. Chữ B trong từ berg thì chúng ta phát âm nhẹ đúng không? Nhưng khi mà chữ B đứng ở cuối từ, chúng ta lại đọc thành P, là kalp. Ví dụ trong chữ D trong từ dach, chúng ta phát âm thành D, rất là nhẹ. Còn trong từ bat, nó lại phát âm thành T, bat. Trong từ garden, garden, chúng ta có từ ye nhá. Còn trong từ berg, berg, chúng ta ye lại phát âm thành ka. Ok, tiếp theo chúng ta có lưu ý trong cách phát âm phụ âm th. Th tùy thuộc vào vị trí của nó ở trong từ thì sẽ có 4 cách phát âm khác nhau. Cách thứ nhất đó chính là khi mà âm ch đứng trước và sau nguyên âm i, e, e, ư, ư, oi, oi và đứng sau phụ âm l, n, r thì chúng ta đọc là các bạn
cái âm này thì khá là khó để mà lấy ví dụ hình dung như trong tiếng Việt. Các bạn có thể hơi hé miệng ra và cố gắng là đẩy một cái luồng hơi đi ra từ cuống họng của mình. Ví dụ chúng ta phát âm từ khi nào. Khi nào. Ich. Ich. Các bạn có lẽ là có khá là nhiều người khi phát âm chữ ich thì chỉ là ich thôi. Ví dụ như là ich möchte was giờ chẳng hạn. Cái đó thì nghe nó không được chuẩn cho lắm các bạn ạ. Bởi vì tiếng Việt của chúng ta thì không có cái âm đuôi. Thế nên là mọi người cũng có thói quen là không phát âm cái âm đuôi. Thay vì là ich thì chỉ nói là ich thôi. Các bạn có thể tập để sửa cái đó. Nghĩa là các bạn hãy hãy cố gắng để lấy hơi. Phát âm trong tiếng Đức thì khá là nặng, rất là nặng trong việc lấy hơi, đẩy hơi, rồi các nói chung là như vậy. Thì các bạn để sửa được những cái đó thì các bạn có thể tập luyện, các bạn đứng trước gương và luyện tập nhé. Tiếp tục ở đây chúng ta có recht, recht, durch, durch. Thì tiếp theo khi mà ch đứng ở sau nguyên âm a, au, o, u, chúng ta đọc thành nó cứ như là các bạn phát âm chữ khờ vậy, khờ, nhưng mà không phát âm hẳn là chữ khờ mà. Okay. Thì chúng ta có ví dụ sau. Machen. Machen. Rauch. Rauch. Koch. Koch. Tuch. Tuch. Super. Trường hợp thứ ba cần phải lưu ý đó là khi mà âm ch đứng ở trước nguyên âm a, o và đứng trước phụ âm thì chúng ta đọc là k, k. Thường thì đây là những cái trường hợp mà những cái từ này là những từ vay mượn ở, ở tiếng nước ngoài. Ví dụ như chúng ta có call, call, claw, claw. Và trường hợp thứ tư cũng là trường hợp cuối cùng. Chúng ta ở những từ mà có gốc là tiếng Pháp thì chúng ta đọc âm ch thành sh, sh, như là sch phát âm nặng vậy. Ví dụ chúng ta có recherche, recherche. Sehr gut. Trường hợp thứ ba mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là khi mà chúng ta có phụ âm sp và st thì phụ âm này có hai cách phát âm. Cách thứ nhất đó là khi mà chúng đứng ở đầu từ thì phát âm như là sh, p hay là sh, t. Chúng ta có sport, sport, Hauptstadt. Cách phát âm thứ hai đó là khi mà chúng đứng ở cuối từ thì lại phát âm thành t, t. Ví dụ policist, policist, asked,
Arzt. Okay, das ist alles. Rất là cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn để theo dõi hết cái bài học này. Và để có thể phát âm được tốt thì điều quan trọng là các bạn phải luyện tập thật nhiều. Và các bạn hãy cố gắng để luyện tập thường xuyên. Và để mà khi mà các bạn luyện tập thì các bạn có thể đứng trước gương để theo dõi cái khẩu hình miệng của mình đã đúng chưa, vị trí răng, vị trí môi như thế nào. Ok, và xin chúc cho các bạn thành công với việc luyện phát âm tiếng Đức nhé. Còn bây giờ thì mình xin được gửi lời chào tạm biệt tới các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Auf Wiedersehen!